Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Thì hôm nay Tam Giác Mạch sẽ dành một video để chia sẻ về ngôi nhà của bản thân Tam Giác Mạch đang như thế nào, để gửi tới quý cô bác, anh chị, tất cả khán giả quan tâm tới ngôi nhà của Tam Giác Mạch. Thì một lần nữa Tam Giác Mạch rất là cảm ơn cái sự quan tâm cũng như là hướng về Tam Giác Mạch. Thì hôm nay thì bắt đầu là ghép dầm, ghép cốt pha để đổ dầm móng ấy quý cô bác anh chị ạ. Tại vì là trời mưa liên tục cho nên là phải rất là tranh thủ những cái khoảng thời gian mà nó khô ráo một chút để tiến hành những cái công việc như thế này. Thì tổng số cột gia đình Tam Giác Mạch có 18 cột, cho nên là cái cốt pha nó tốn rất là nhiều. Dầm thì trong cái video quý cô bác anh chị đang xem ấy, thì nó tốn rất là nhiều ván. Đó. 60. Thời tiết thì lúc nắng, lúc mưa, nó không được ổn định. Cái thời điểm mà Tam Giác Mạch đang quay đây, quý cô bác anh chị thấy nước tràn sân luôn. Đấy. Hiện tại là vẫn còn hơi ẩm nha quý cô bác nhé, chứ không phải trời nắng chang chang. Ở phía xa huyện thị trấn kia thì quý cô bác anh chị thấy sương mù khắp luôn. Song song với các cái công trình khác mà được công chiếu trên cái channel Tam Giác Mạch ấy, thì có chương trình nhà anh A Mua, cũng như là làm đường vào cái điểm trường Gốc Đa Tùng Tỉnh này, tu sửa điểm trường cũng như là nhà văn hóa các thứ ấy. Thì cái tần suất mà Tam Giác Mạch chia sẻ cái video của nhà mình lên trên channel YouTube thì nó có thể sẽ ít hơn, phải nói là rất ít so với các cái nội dung khác. Tuy nhiên thì Tam Giác Mạch sẽ tổng hợp cái tiến độ làm nhà của mình để gửi tới tất cả các khán giả mà luôn luôn quan tâm tới em Hiệp. Thì sẽ một video sẽ có thể sẽ chiếu bao gồm rất là nhiều nội dung. Bởi vì là công việc của một ngày thì nó cũng chỉ vỏn vẹn như vậy, mà nếu như quay sát thì nó cũng chỉ là một màu, đâm ra là sẽ nhàm chán cho những khán giả xem. Đấy, quý cô bác anh chị thấy là đường để ô tô vào nó rất là khó khăn. Trời mưa một chút là nó đi nó sẽ lầy lội thành hai rãnh như quý cô bác anh chị đang thấy đấy. Ở căn nhà này thì Tam Giác Mạch có thuê là 3-4 thợ chính và 2 thợ phụ, để tiến độ đã được đẩy nhanh hơn một chút. Thì rất là hy vọng trong thời gian tới thì thời tiết nó sẽ ủng hộ cho Tam Giác Mạch để căn nhà được hoàn thiện theo như kế hoạch. Thì ngoài tháng 8 âm lịch là bắt đầu đổ sàn rồi, đổ mái, sàn mái đấy. Thì không biết là thời tiết nó có ủng hộ hay không nữa. Ngoài những cái trở ngại về khó khăn về đường đi thì thời tiết cũng là một cái bất lợi khi mà xây nhà vào những cái thời gian này. Như mọi năm thì thời gian này đã ngoài giảm tháng 7 rồi thì nó hết mưa rồi, thì rất là thuận lợi. Tuy nhiên năm nay nhuận một tháng, đâm ra là cái khoảng thời gian này vẫn còn mưa rất là nhiều. Thì sau những cái tập phát sóng đầu tiên ấy, thì cũng nhận được cái sự góp ý của các kiến trúc sư, các anh các chị, ý kiến góp ý rất là nhiều, thì Tam Giác Mạch cũng rất là cảm ơn. Như cái trước mắt quý cô bác anh chị thấy ấy, thì phía bên phải nhà thì sẽ làm cái bể phốt và xây dựng một cái bể chứa nước ngầm ở khu vực đấy, bếp thì sẽ bên trên luôn.
Đó. Căn nhà của Tam Giác Mạch thì sẽ gồm hai phòng trong như cái thiết kế ban đầu Tam Giác Mạch nói chia sẻ với quý cô bác anh chị ấy. Thật ra là làm nhà bản thân thì không muốn quay quá nhiều lên bởi vì nó rất là không hay. Và với những quý cô bác anh chị nào mà quan tâm đến Tam Giác Mạch ấy thì nó là một cả một cái sự chờ đợi. Tuy nhiên với một số anh chị mà đang rất là mong muốn theo dõi những cái video, những cái nội dung khác về những cái hoàn cảnh khác ấy, thì những cái video xen lẫn như thế này thì lại gây một cái sự khó chịu nhất định. Thế nên là trong một cái video mà phát sóng, Tam Giác Mạch sẽ cố gắng ghi thật dài, thật nhiều nội dung, thật nhiều cái tiến độ của ngôi nhà để truyền tải tới quý cô bác anh chị, để quý cô bác anh chị quan tâm tới Tam Giác Mạch sẽ nắm được cái tiến độ căn nhà của bản thân. Hôm nay thì trời nắng to và hiện tại đường về nhà Tam Giác Mạch thì nó đã khô ráo rồi. Xe chở vật liệu có thể vào thoải mái rồi. Thì đây, hôm nay thì tiếp tục cái video mà từ đợt chuẩn bị hộp đổ dầm ấy. Thì đến hôm nay là đã xây được từng này rồi và đổ được hiện tại là được 7 cột rồi. Thì cũng Tam Giác Mạch cũng xin phép chia sẻ lại tới quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Trong thời gian qua thì song song với việc phát sóng các cái video về nhà mua cũng như là trên Tùng Tỉnh làm đường các thứ ấy, thì cũng có một số bác cũng comment hỏi rất là nhiều. Thậm chí có những bác là có gọi điện trực tiếp cho Tam Giác Mạch để hỏi về tình hình ngôi nhà. Thì thực tế thì cũng rất là khó khăn, đó là mưa. Trong thời gian 2 tuần trước ấy, thì mưa rất là nhiều. Hiện tại thì căn nhà mà đối diện nhà Tam Giác Mạch cũng đang làm kia cũng đã đổ xong cột rồi. Đấy, tiến độ của hai nhà gần như nhau. Và rất là mừng là mấy ngày trở lại đây thì trời nắng rất là to và đã có thể lưu thông xe chở vật liệu các thứ vào rồi. Thì những cái ngày, những cái công đoạn như là đổ dầm, đổ cột các thứ thì Tam Giác Mạch cũng không có mặt ở nhà nốt. Nếu như quý cô bác anh chị nào mà theo dõi đủ video ấy, thì sẽ thấy là những ngày trời mưa đấy thì Tam Giác Mạch vẫn lên với Tùng Tỉnh để thực hiện những cái dự án ở trên đấy. Nắng mưa ở trên đấy thì nó không như ở đây, nó khác nhau rất nhiều. Có những ngày ở trên Tùng Tỉnh thì nắng sấp mặt, tuy nhiên thì xuống đây thì lại mưa kinh khủng, mưa tầm tã. Đây, những cái vết xe còn lại này quý cô bác anh chị cũng có thể thấy. Tuy nhiên thì đến hôm nay thì tiến độ nó đã phải nói là có một cái tín hiệu tích cực rồi. Khoảng 2 ngày nữa là đổ xong cột. Đây là cái sảnh phụ của nhà Tam Giác Mạch đây này. Đây là cái sảnh phụ. Còn sảnh chính sẽ là khu vực này bởi vì nó theo hướng nhà. Thì là cửa theo hướng bắc, bàn thờ hướng bắc. Thì nó sẽ hướng ra ngoài phía trung tâm huyện kia. Còn cái cửa phụ ấy thì làm một cái sảnh phụ để di chuyển cho gần khi mà đi từ đường chính vào đây. Đó, rất là vất vả. Nếu mà anh chị nào, cô bác nào mà đã xem cái video mà những chuyến vật liệu gian nan vào nhà Tam Giác Mạch ấy, thì cũng đã nắm được rồi. Cực kỳ khó. Một ngày được 2 chuyến, còn bây giờ thì một ngày 4 chuyến vật liệu. Ở đây thì ngoài khó khăn về mặt đường xá thì về cước vận chuyển vật liệu cũng rất là đắt. So với các nơi khác ấy, thì làm nhà nó chỉ hết 200-300 nghìn, thậm chí là 400 nghìn một chuyến cước thôi. Tuy nhiên lên đến đây là 600 nghìn một chuyến cước. Từ thị trấn lên đây chỉ có 7 km thôi, thì có thể thấy được cái mức độ khó khăn của con đường này như thế nào rồi. Và khó nhất là cái đoạn này này, cái đoạn mà
trong những cái video đầu Tam Giác Mạch chia sẻ về nhà ấy, thì trước kia dự án của chính phủ Ireland ấy là tài trợ cho xóm của Tam Giác Mạch là 1 km đường từ gốc đa lúc kia về đến hội trường ở trên này là 1 cây số. Khi mà đến đo đạc khảo sát đường và báo cáo với dân bản ấy thì là 1 cây số. Tuy nhiên thì đến khi thi công thì lại mất đi 300 m, tức nghĩa là 700 m từ khe suối kia cho đến hội trường dưới kia là đường bê tông di chuyển thuận lợi. Còn cái khu vực lầy lội này ấy, thì không biết đến bao giờ nó sẽ có đường mặt bê tông. Thì trong những cái video như trước ấy, Tam Giác Mạch chia sẻ ấy, thì cũng có một bác đã đồng ý tài trợ cho Tam Giác Mạch sau khi hoàn thiện nhà cửa sẽ tài trợ cho $1,000 để đổ đường. Đây là một cái tín hiệu rất là mừng đối với Tam Giác Mạch nói riêng và cả bà con trong xóm này nói chung. Thì bằng mọi giá sau khi mà kết thúc cái hoàn thiện cái căn nhà Tam Giác Mạch ấy, thì cũng sẽ cố gắng vận động bà con cũng như là bản thân sẽ bằng mọi giá sẽ phải thiết kế một đoạn đường nho nhỏ làm khoảng 1 m để di chuyển xe máy thôi. Đấy, để di chuyển nó thuận lợi hơn. Khu vực này sẽ là bể phốt này. Còn chỗ hiện tại đang đứng này sau này sẽ thiết kế một cái bể ngầm nữa để bơm nước lên tép cái nguồn nước thì ít trên trường này rồi. Đấy, phải đào cho nó đứng này. Cho nó vuông. Hay li bao mà. Cái hầm ếch cũng được. Thế thì giỏi quá. Đây, khu vực sảnh chính đây sẽ là 2 m hơn nhân với 4 m thì phải. Tao rất mạch không rõ nữa. Sau này sẽ san nền, thiết kế bậc tam cấp. Hôm nay thì lại tiếp tục đổ nốt những cái cột còn lại. Hai hôm nay thì trời nắng ráo nên là xe chuyển vật liệu lên rất là đều và cái tốc độ để mà đổ cột ấy nó khô rất là nhanh. Thì tiếp tục đổ trong trước rằm này thì sẽ cố gắng hoàn thiện nốt những cái cột còn lại và xây tường. Tại vì là theo như cái ngày mà động thổ đã chọn ấy thì vào hơn tháng 8 một chút sẽ bắt buộc phải kịp tiến độ để đổ mái.
Đó. Không thì sẽ là phải tiếp tục chọn một cái ngày đẹp nữa. Nó cũng khá là rườm rà và phức tạp với các anh chị ạ. Tí đàn nơ. Đi đi nhanh lắm. Nó ốc xên đi. Sáng gì rong gì dơ nó. Ăn là gì bọn. Thế nè. Ừ. Nó mục tiêu mà em tiếp. Cứ mỏng gần rảnh cá nữa.
Top ring.